I had a dream that Mother was dead and I was all alone. Well, now, Billy, everything will be all right. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, bộ phim hôm nay tôi muốn giới thiệu tới các bạn là một bộ phim đã rất xưa cũ, đó là Mini Skirt Love, một bộ phim khiêu dâm năm 1967 của Mỹ do Lou Campa làm đạo diễn. Như các bạn có thể thấy, tôi không thể tìm thấy được bất kỳ một hình ảnh hay thông tin gì về đạo diễn và các diễn viên trong bộ phim. Có lẽ vì bộ phim đã cách đây từ rất lâu và các diễn viên cùng đạo diễn cũng không phải là những người nổi tiếng cho lắm. Điều này cũng dễ hiểu vì họ hoạt động trong lĩnh vực phim khiêu dâm. Tôi nghĩ tất cả những người tham gia trong bộ phim này đã qua đời từ lâu, nhưng cùng với nhau, họ đã để lại cho thế giới những thước phim quý giá, ngay cả khi đó là những bộ phim khiêu dâm đi nữa. Trở lại với bộ phim, Billy là một thiếu niên có sở thích và đam mê mãnh liệt với việc chụp ảnh. Mở đầu chúng ta có thể thấy anh ta hầu như không rời mắt khỏi chiếc máy ảnh và chụp lại mọi khoảnh khắc và cảnh vật mà anh ta bắt gặp. Anh ta say sưa tới nỗi không để ý đến việc người đàn ông lạ mặt đang ve vãn mẹ của mình. Khi anh ta đi ra ngoài, họ ngay lập tức cuốn lấy nhau. Đến khi trở lại, anh vô tình bắt gặp và chụp ảnh họ. Nhưng anh quá ngây thơ để nhận ra rằng mẹ mình đang tham gia nhiều hơn vào một trò chơi cưỡi ngựa ngây thơ. Tôi không biết nhân vật Billy này chính xác là bao nhiêu tuổi trong bộ phim để có thể không nhận ra những hành vi sai trái của mẹ mình. Nhưng rõ ràng, đầu óc của anh ta chỉ như đứa trẻ 5 hay 6 tuổi. Còn bản thân Donnie Lee, người đóng vai Billy, chắc chắn là một người đàn ông đã trưởng thành, hoàn toàn không phù hợp để vào vai một thiếu niên ngây thơ. Nhưng đặt trong tình cảnh của một phim khiêu dâm, thì chúng ta lại thấy được sự hợp lý của nó. Chính sự ngây thơ của Billy đã đem đến một bi kịch cho gia đình của anh ta. Khi tối hôm đó, người cha trở về và Billy đã đem những bức ảnh mà anh ta chụp được, trong đó có cảnh ngoại tình của mẹ anh ta, để khoe với cha anh ta rằng mình là một thợ chụp ảnh tài ba. Nhưng người cha khi xem đến tấm hình ngoại tình của vợ, liền nghĩ đó là một sự châm biếm, nên đã quát tháo Billy, khiến anh ta khóc lóc như một đứa trẻ. Người mẹ vẫn chưa biết chuyện, vào phòng dỗ dành Billy, nhưng cô nhanh chóng tỏ ra hốt hoảng khi Billy kể cho cô nghe câu chuyện về những tấm ảnh. Cô nhanh chóng chạy ra cầu xin người chồng tha thứ, nhưng chồng cô không chấp nhận. Họ xô xát và kết thúc bằng một tai nạn khiến người chồng mất mạng. Thật ra người chồng trong bộ phim này cũng không phải là một người trung thủy. Trước đó, trong lúc nói chuyện với vợ, trong đó anh ta vẫn còn đang vương vấn những hình ảnh của cuộc tình vụng trộm giữa anh và một cô gái khác. Như vậy chúng ta có thể thấy cả hai vợ chồng họ đều là những kẻ không trung thủy. Chỉ có điều người vợ đã bị phát hiện trước, còn người chồng lại đang đóng vai một ông chồng đau khổ vì bị cắm sừng. Nói tóm lại, cả hai người bọn họ đều chẳng tốt đẹp gì. Người vợ sau đó bị chuyển đến một trại tâm thần, còn Billy phải nhờ cậy đến người dì Janet chuyển đến chăm sóc. Janet được cho là một người phụ nữ lạnh lùng, không thể chịu đựng được đàn ông, nhưng cô lại rất yêu quý và có cảm tình đặc biệt với đứa cháu ngây thơ của mình. Chúng ta có thể thấy điều đó qua cách cô ấy chăm sóc Billy. Nhưng rõ ràng sự chăm sóc và gần gũi đó có vẻ rất không phù hợp giữa một người dì và cháu trai. Và không lâu sau đó, chuyện loạn luân trở thành một chuyện thường ngày trong ngôi nhà, khi Janet ngày càng cảm thấy không thể rời xa khỏi vòng tay của cháu trai mình. 5 năm sau, Billy đã trưởng thành hơn và vẫn sống cùng dì. Nhưng cuộc sống hạnh phúc bên nhau của họ bị gián đoạn khi mẹ của Billy trở về từ trại tâm thần. Trở lại sau 5 năm xa cách, Sarah, mẹ của Billy, luôn cảm thấy trống vắng. Những hình ảnh của cô với người tình lại ùa về trong căn phòng trước đây của họ. Bị những ám ảnh về tình dục thôi thúc, Sarah quyến rũ người giao sữa và nhanh chóng quan hệ tình dục với anh ta trên sàn nhà. Billy lại một lần nữa bắt gặp, nhưng cũng như lần trước, anh ta thản nhiên lấy máy quay ghi lại cảnh quan hệ tình dục của họ. Bộ phim kết thúc khi Janet đi ra và nở một nụ cười khoái trá với Billy. Như vậy chúng ta có thể thấy cốt truyện của bộ phim gần như không hề tồn tại. Sẽ chẳng có ích gì khi thảo luận về cốt truyện, diễn viên, đạo diễn hay bất kỳ yếu tố nào khác của bộ phim. Vì đơn giản, đây chỉ là một trong những bộ phim khai thác về tình dục trong thập niên 60, dù là với mục đích khiêu dâm, nhưng nó dễ chịu hơn rất nhiều so với những bộ phim khiêu dâm hiện đại, vốn phô bày tất cả và rõ nét. Đặc điểm của những bộ phim khiêu dâm thời kỳ này, với mục đích duy nhất là để cho mọi người thấy cảnh cởi đồ trong nhiều giai đoạn khác nhau của bộ phim. Tiêu đề của bộ phim có nhắc đến chiếc váy ngắn, nhưng tôi thấy trong bộ phim nó không thực sự xuất hiện, hoặc có thể trong thời kỳ đó, những chiếc váy cao hơn đầu gối một chút cũng được gọi là váy ngắn. Một điều nữa, như tôi đã nói ngay từ đầu video, rằng tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin và hình ảnh của bất kỳ ai trong bộ phim, đặc biệt là đạo diễn. Nhưng có một chi tiết khá thú vị, đó là thông tin trên IMDb cho thấy người giao sữa được chơi bởi Lou Campa,
Tôi không biết người này có phải là đạo diễn hay không, hay chỉ là một người cùng tên. Vì trong những bộ phim như này, đạo diễn cũng thường hay đảm nhận một nhân vật phụ nào đó. Ai biết chính xác có thể cho tôi biết được không? Tôi xin cảm ơn trước. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.